bà cũng vừa đi bệnh viện về thì bây giờ cũng khỏe hẳn chưa ạ? Chưa hẳn. Chưa hẳn ạ, bây giờ vẫn còn ốm đấy. Còn ốm. Vâng, thế ạ. Thế bây Tôi giờ, khỏe. vâng, thế bây giờ anh Nguyện anh đang nằm viện như thế thì hai bà cháu ở nhà, người thì lớn tuổi rồi, người thì còn trẻ con như thế này thì ăn uống thì có cái gì để sinh hoạt không bà? Có răng cả này, có Vâng. canh nữa cho. Vâng. Xin chào toàn thể các cô chú, các anh chị với các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt tại xóm Lâu, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Sáng sớm ngày hôm nay, Ngân nhận được tin nhắn của một số bạn chia sẻ là tại địa phương có cái hoàn cảnh của gia đình rất là thương tâm. Theo như cái chia sẻ của các bạn thì gia đình của anh Bùi Văn Nguyện rất là khó khăn, đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì lại càng khó khăn hơn, khi anh là trụ cột gia đình thì cách đây mấy hôm là vừa bị tai nạn lao động, hiện nay là đang cấp cứu tại bệnh viện, là nghe tin là bị chấn thương cột sống, tuy nhiên không có tiền để điều trị thì bệnh viện là sắp trả về. Đấy là cái thông tin mà mình nghe được. Còn có trong gia đình thì có vợ, nhưng mà vợ thì bị bệnh biếu cổ rất là nặng, hiện tại là đang đi làm trong thành phố Hồ Chí Minh thì giãn cách xã hội do cái tình hình dịch Covid, cho nên là trong cái giai đoạn này là không có cái gì để hỗ trợ về cho chồng quả, mà trước đây cũng thế, bao nhiêu tiền thì đều phải chữa trị bệnh biếu cổ rất là nặng. Trong nhà thì còn có một mẹ già thì cũng gần 80 tuổi rồi, và hiện nay thì bà cụ đang ốm và cũng vừa mới đi viện về. Bên cạnh đấy thì lại có một đứa con gái tầm 14 15 tuổi, cháu cũng thường xuyên là ốm đau bệnh tật. Đấy là tất cả những cái thông tin mà Ngân được các bạn chia sẻ. Còn thực hư hoàn cảnh gia đình của anh Bùi Văn Nguyện như thế nào thì bây giờ Ngân sẽ đi vào bên trong và kính mời toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn cùng đi với Ngân để chúng ta cùng tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình nhé. Bà ơi, cháu chào ba à? Vâng. À vâng ạ, chào chú ạ. Vâng. Vâng. Chú đang ở nhà ạ. Vâng. Vâng. À, cháu nữa. Dạ, cháu chào cháu bà nhá. Vâng ạ. Dạ. Vâng. À chú ơi, thế là chú là người trong gia đình hay là trong nhà đây hay là thế nào ạ? Vâng, tôi là bác cả. À, bác cả. Có nghĩa là nhà ông ở đây là chú út nhà tôi. À thế ạ. Đấy. Chú anh Nguyện là em trai ruột của chú. Vâng, À vâng. đây là chú út đấy. À vâng, thế ạ. Vâng. Thế thì cũng anh em trong nhà thôi. Nhưng mà Vâng. chắc là ở nhà khác rồi đúng không hả chú? Vâng, tôi ở nhà bên cạnh. À nhà bên cạnh rồi, vâng. Có tách hộ riêng rồi. À Vâng. vâng, dạ. Gia đình là đây là mẹ đẻ cho tôi, À cũng thế là ạ. mẹ của chú út. À Đáng đây là. lẽ cho bà mẹ tôi ở với tôi, nhưng mà do cái điều kiện gia đình của chú út Vâng. nó quá neo đơn, cho nên phải cho bà sang để quay nhà cho À chú, cho vâng. nên là gia đình nó khó khăn như thế Dạ vâng ạ. đấy, cho nên không biết để làm sao Vâng. đấy. Thế là bà ơi, năm nay bà được bao nhiêu tuổi rồi à bà? 77 rồi. À 77 rồi ạ. Gần 80 rồi bà nhỉ. Vâng, là xưa nay cũng tuổi thất cổ lai hy là xưa nay hiếm, các cụ nói rồi. Vâng, ơi con đấy bà, nhìn cháu trông bà còn khỏe, thì còn 3 năm nữa là được trợ cấp của nhà nước rồi. Và phải cố gắng sống vài trăm tuổi nhé bà nhá. Dạ. Dạ, vâng ạ. Cháu vừa mới về ngoài chỗ ngoài đầu xóm thì có hỏi thăm gia đình, bởi vì là đường vào trong nhà nó hơi khó đi. Thì cũng nghe tin là bà cũng vừa mới ốm dậy hay thế nào ấy bà? Vâng, ba mới ốm dậy ạ. Vâng. Vừa mới đi bệnh viện, vừa mới về vừa rồi đấy. À bà nhà mình là cũng đi đi viện về à Vâng, chú? đấy, Vâng. bệnh viện của bạn đấy. À. Về về cấp cứu đấy. À vâng ạ. Thế bà bị cái gì mà phải đi cấp cứu hả bà? Mà chạy cả con đấy. À, bị bệnh phổi. Bệnh phổi. Bà cũng cũng nặng tai à chú? Hơi hơi hơi, hơi nặng tai. nặng nhỉ? Đấy. Vâng, nói khi nhiều. Nghe được khi nghe không? Vâng, hơi hơi nặng tai một tí. Nên là như thế này mà vẫn phải đi kiếm củi các thứ để đấy đấy, cho nên là bảo là thôi thì biết làm sao, người già nó phải vận động để nó đi lại cho nó cũng khỏi mà ốm. Bà Dạ. nói như thế, cho nên Vâng. là nhiều khi cũng nghĩ là thôi thì rất thương bà nhưng không biết để làm sao Vâng. vì ông chú không có ở nhà. Vâng. Chắc là Hai bà nữa cũng khó khăn cho nên mới không có cái
củi có gì bà mới đi thôi, chứ có bà cũng đi làm gì đúng không chú? Vâng, đấy, vâng. Đi nhặt. Dạ. Cho nên là vì cái khó khăn không vâng. có. Vâng. Thế còn cháu gái này là con của anh Nguyện à? Vâng, à. Có một cái này thôi. À vâng, là có một anh Nguyện hiện nay là có một một cháu này thôi ạ. À. Vâng, chỉ có vâng. mỗi một cháu coi như là cháu 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 tên gì? Mùi Minh Minh Huệ à? Minh Huệ. À Huệ là năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu? 14 tuổi rồi à? 14 tuổi thì chắc là còn đang đi học đúng không cháu nhỉ? À, cháu cũng vẫn đi học bình thường chứ? À, vẫn đi bình thường à? À thế thì cho chú hỏi này là cháu có biết gì tin gì về bố không? Bố là hiện nay cháu nghe cháu cũng biết là bố bị tai nạn này kia không? À, thì bố như thế nào cháu kể cho chú biết được không? Giờ là bởi vì là bà phải giấu bà à. Sợ là bà lo cho nên là không dám nói vâng. chỉ nói là cho chú là đi làm thôi vâng. Đấy, cho nên là bây giờ thì mới bà mới dám cho biết vâng. Thế là trước vâng. Thế là bà cũng mới biết rồi ạ vâng, vâng mới biết thôi vâng. Thế hiện nay là chỗ ông anh Nguyện là vẫn đang nằm viện à chú? Vâng, đang nằm ở ngoài bệnh viện tỉnh à, như là ngoài Hòa Bình. Ngoài Bình cơ. Vâng, vâng. Vâng. Do cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn cho nên là cũng phải đi kiếm cái đồng tiền để nộp tiền học, tiền chi phí trong cái gia đình không có cái gì. Vâng. Do Covid là không đi làm được. Vâng. Cho nên là chú mới đi kiếm cho nên là mới trèo cây thế là không may. À. Thế là trượt chân chú. Là thành bây giờ là thành tai nạn. Vâng. Đấy, cho nên là từ những cái đấy mà nghĩ là khổ sở. Trừ mà nó đi làm được cái mỗi ngày cũng kiếm được vài đồng ấy thì nó không đến nỗi wow. Bây giờ là tiền ăn uống các thứ để chi phí sinh hoạt trong gia đình chả có cái gì wow. Đấy, mà nộp tiền học cho con thì cũng không có wow. Đấy, cho nên là phải đóng góp các thứ ở trong hợp tác nữa cho nên nó nhiều cái vấn đề wow. Cho nên là không có cho nên là phải đi kiếm wow. Kiếm mà không may nó như thế bây giờ là thành cái tật đấy wow. Bây giờ là anh Nguyện là bây giờ là tình hình là như thế nào rồi? Anh Nguyện bây giờ là bị gãy một cái tay à. Đấy và cái chấn thương cuộc sống à, chấn thương cuộc sống và bây giờ vẫn chưa được ấy được cử động được bây giờ cứ phải hai người để mà chăm sóc à, đấy cho nên là bây giờ là rất hoàn cảnh rất khó khăn và đấy cho nên là không biết để làm thế nào và thế là bây giờ cháu cũng nghe cái thông tin mà là đang nằm viện nhưng mà bảo hiểm thì hết rồi hay là cái gì đấy xong rồi bắt đầu bệnh viện thì sắp trả về do là không có tiền để mình chữa trị có phải không chú? Vâng. À, đấy, bây giờ sự thật là như thế luôn ạ. Sự thật là như thế. Vâng. Bởi vì đi làm ấy, làm thì làm cho cái một anh ở dưới xóm dưới kia. Dạ vâng. Đấy, bây giờ mình không đi lại được nữa. Vâng. Mà cứ hết mẹ ốm. Vâng. Rồi lại con ốm. Cái vâng. đứa này thì cũng hay bị đau bụng cũng phải trước. Bà này là đứa này cũng bị cũng đi ra ngoài Hòa Bình bị kiểu như rối loạn là đau bụng đấy đấy cho nên nằm ở ngoài Hòa Bình đấy cho nên là từ ra riêng đến giờ ấy là hai lần đi Hòa Bình rồi vâng. Cháu đây cháu Huệ đây ạ đây đấy thế Huệ có biết là cháu đi có biết là bị bệnh gì không cháu bị cái gì còn trẻ này mà bị dạ dày rồi hả à, đi cũng vừa mới đi nằm viện trước bà về à, bị cháu bị ngoài cái dạ dày còn bị cái gì nữa không à. Cứ thỉnh thoảng là đau bụng không vâng. rõ cái ấy cho nên là phải ra tận ngoài Hòa Bình ngủ mất coi như là gần 2 tuần vâng. đấy cho nên vâng. là không thể làm ăn gì được vâng. cứ hết người này đến người nọ vâng. đấy cho nên là đã neo đơn đã khó rồi lại càng khó thêm vâng. đấy. Thế mẹ của cháu Huệ đâu? Có biết đi làm. Mẹ đi làm ở đâu hả cháu? Lâm Đồng. À tận trong Lâm Đồng à? Mẹ đi làm cái gì cháu biết không? Đi làm chè. Đi làm chè cho người ta à? Thế thì mẹ có hay gửi tiền về không? À. Tiền à mẹ cũng bị bệnh. À, cháu biết mẹ bị cái gì không? Biếu cổ. À mẹ bị biếu cổ à? Cũng bị bệnh biếu cổ. À thế ạ. Rất khó khăn. Vâng. Bà cũng vừa đi bệnh viện về thì bây giờ cũng khỏe hẳn chưa ạ? Chưa hẳn. Chưa hẳn ạ. Bây giờ vẫn còn ốm đấy. Còn ốm. Vâng. Thế ạ. Thế bây giờ. Chưa khỏe. Vâng.
Thế bây giờ anh Nguyện anh đang nằm viện như thế thì hai bà cháu ở nhà, người thì lớn tuổi rồi, người thì còn trẻ con như thế này, thì ăn uống thì có cái gì để sinh hoạt không bà? Có canh cho. Thế là có ở đây thì chỉ có chú là cho cái gì thì ăn cái đấy thôi đúng không chú? Vâng. Nói chung là cứ gia đình thì có cái ăn cái gì là thỉnh thoảng hay là hay bê cho bà một bát. Chứ còn ở đây thì chả biết kiếm được cái gì. Đấy. Thế ở nhà thì có khi cái rau cỏ theo cái vườn này bà về hái cho. Về thì mình nấu, còn cái thức ăn có cái gì đó mua được ít cá hay cái gì là để cũng ăn thì bê cho bà một tí. Đấy, cho nên là thế thì hiện nay cái chỗ bệnh tình của anh Nguyện ấy là gia đình tính thế nào à chú, là có đưa anh về không hay là điều trị về mà là không có tiền để điều trị thì làm thế nào ạ? Bây giờ thì đi vay đi mượn cái anh em trong họ hàng cũng nhiều rồi đấy. Bây giờ thì không biết để làm kiểu nào, bây giờ còn đang nghĩ là thực sự bây giờ là rất khó khăn đấy, không biết để còn phải xem là mức độ, là ví dụ như ở lại là phải như bao nhiêu tiền. Hoặc là mình về, ví dụ như bây giờ mà không có cái gì nữa là người ta bảo về thì cũng phải về. Bởi vì mình không có thì người ta không cho điều trị. Thì bây giờ vay mượn thì nhiều rồi, không ra biết. Vay một lần thì được chứ hai ba lần thì biết làm sao. Cũng tự mình sợ đấy thôi. Đấy, cho nên nhiều khi rất khó khăn, đêm cũng không ngủ được. Ý thương em nhưng mà biết làm sao. Đấy, cho nên nó khó khăn là như thế. Bà ơi, cháu thấy cái nhà này thì mưa nó có bị dột không bà? Dột. Vâng, thế bà ngủ ở đây à? Bà ngủ ở trên này? Ngủ ở đây thôi. Vâng. Ngủ ở kia con muỗi nó cắn nhá. Vâng, thế không có màn có gì căng ở bà ấy? Có. Dạ, vâng. Cái con kiến. Không có giường à bà? Không, chưa có cái gì, Dạ, chưa làm được đúng không ạ? Dạ. Vậy là dưới kia là ngủ là, nếu mà ngủ là ngủ dưới đất đấy. Cái sàn đất, nền đất cho nên đất. Không ngủ được. Nó bò chui vào nó lại cắn cho. Ai nói sao mà không ngủ? Ôi không, ngủ tục đấy. Ngủ đây thôi. Cần ngủ dưới đất thôi, ở dưới nhà đấy là nền đất à? Thế bà bây giờ hôm nay bà thấy sức khỏe mình đỡ hơn chưa bà? Đỡ rồi ạ. Thế trưa nay bà có ăn được cơm không ạ? Cháu có thường bị đau bụng không? Tức là đi bệnh viện là bác sĩ là bảo là bị đau dạ dày. Tôi thường phải đi bệnh viện à? Từ hôm giờ đau là đi bệnh viện mấy lần rồi? 4-5 lần, mỗi lần thì toàn phải ra ngoài ở bình hết à? Thế thì cũng vất vả quá nhỉ? Đã không có rồi lại toàn hoàn cảnh ốm đau. Bây giờ coi như cả nhà là 4 người là ốm đau hết rồi. Người thì biếu cổ. Người thì kể cả cái chú Nguyện thì cũng là huyết áp cao. Đấy, cho nên là anh Nguyện là sinh năm bao nhiêu hả chú? Năm 8 bố sinh năm 82 à? Bố sinh năm 82 thì năm nay là 40 tuổi đấy nhá. Thì cô đang trong độ tuổi lao động đấy, trụ cột gia đình. Bây giờ nằm viện như thế này, anh đã bị đến nay là bị mấy hôm rồi chú? Từ hôm là hình như là được gần 2 tuần ạ. Bây giờ thì bố mẹ đều bị ốm đau như thế này mà ở nhà thì có hai bà cháu chăm sóc nhau thì cũng vất vả đấy nhá. Đi đâu cũng không yên tâm. Cả ngày ăn, cả ngày không. Sao lại không ăn hả bà? Ra biết ạ. Không có tiền cho ăn cái gì mà lo mà. Ăn cơm một con, không tối. Không có tiền cho buổi sáng, có nghĩa là đi học không có cái gì để cho đúng không? Hay nào ạ? Coi như dậy sáng con nhà người ta có tiền để đi học đấy, đằng này cũng chả có cái gì. Có nghĩa là xách túi đi không đấy. Thế sáng, buổi sáng cháu đi học là có đấy không? Có ăn cái gì không? Có cái gì mà ăn, có cái tiền cho nó ăn. Hôm thì ăn mì tôm ở nhà thôi, không có cái tiền gì mà ăn được. Nên
ngoài với người ta. Bây giờ bố mẹ đều như thế rồi, bà cũng già rồi, không có nguồn thu gì thì làm gì có tiền, đúng không? Bà ơi, thế là trong nhà mình có nuôi cái gì không? Nhà mình có nuôi con gì không ạ? Nhà mình có trâu bò gì không bà? Không, bò hay gì. Vâng, có nuôi lợn gì không ạ? Không. À, không có nuôi con gì luôn? Không, gà thì không có. À, con gà cũng không có. Ừ. Vâng. Gà thì chết. Vâng. Với con, người ta không ai chết, nhà mình chết hơn. À, vâng. Gà con nào nữa. Vâng. Thế là coi như là không nuôi con gì. Ừ. Giờ cái điều kiện kinh tế là không có cái gì đấy bà nhờ. Ừ. Vâng. Thôi. Vâng. Cái bài trâu rồi. Dạ. Gà có gì. Dạ, vâng. Thế thì bây giờ muốn có tiền thì cũng không biết bán được cái gì nữa. Vâng. Bà mong muốn điều gì nhất bây giờ à bà? Bà chỉ mua muộn khỏe. À vâng ạ. Ở mất tên ăn cho đây nhà mà ứ. Dạ. Cho muộn. Dạ. À, thưa mấy cô chú anh chị và các bạn, bà là người dân tộc Mường cho nên là cũng vừa nói tiếng Mường và muốn chỉ muốn là mạnh khỏe rồi con cái cũng mạnh khỏe, với lại muốn nhà cửa được làm hoàn thiện để có cái chỗ ở che nắng che mưa cho nó đàng hoàng. Đấy là cái điều mong mốt muốn nhất của bà vào lúc này. Thế thì cháu cảm ơn bà nhé bà nhé. À, vâng ạ, cháu chúc những cái mong muốn của bà là sẽ có những cái điều may mắn trong cuộc sống để sớm trở thành hiện thực bà. Vâng. Dạ. À, chú ơi, thế bây anh đi với con. Dạ. Bây giờ thì anh Nguyện ở ngoài kia ăn cũng phải đút cho à bà? Bà cũng nghe được như thế hả? Vâng. Vâng. À, chú ơi, thế bây giờ cái việc sinh hoạt ăn uống của anh Nguyện ở ngoài là thế nào ạ? Có tiền ăn, có cái gì nhà mình có chuẩn bị được cái gì chưa ạ? Nói chung là cái từ hôm chú bị đến giờ ấy là vâng. Cái tiền mổ này, tiền nhập viện này, các thứ là cũng chạy vay là cũng đến gần 20 rồi đấy. Gần 20 triệu rồi ạ. Vâng. Đấy là đều đi vay mượn hết hả chú? Đều vay mượn hết. Vâng. Nhà không có một cái gì cả. Vâng. Đấy, cho nên là rất là khó khăn đấy, rất khó khăn. Vâng. Ăn uống này ấy này các thứ là nói là nằm viện thì không thể kể được rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy. Vâng, khó khăn. Vâng. Vâng. À, kính thưa toàn thể các cô chú các anh chị cùng các bạn, hiện tại Ngân đang có mặt trong nhà của anh Bùi Văn Nguyện ở xóm Lâu, xã Tân Lộc, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. À, bên cạnh mình đây là bà cụ thì năm nay đã 77 tuổi rồi, là mẹ sinh ra anh Nguyện, và đây chú đây là anh trai cả của anh Nguyện nhưng mà là khác nhà rồi. Còn đây là con gái của anh Nguyện là cháu Huệ, là cũng 14 tuổi. Thì hiện nay khi mà vào trong gia đình thì tìm hiểu thì mình biết được cái hoàn cảnh gia đình là đặc biệt là khó khăn. Cho anh Nguyện thì là trụ cột của gia đình, nhưng mà hiện nay thì trong cái quá trình mà lao động thì bị tai nạn, thì hiện nay đang phải đi cấp cứu và điều trị ở ngoài bệnh viện tỉnh do chấn thương cuộc sống. Bà thì cũng vừa mới đi viện về, trước đấy thì lại có cháu Huệ là cũng vừa đi viện về. Thế là hiện tại thì gia đình đặc biệt khó khăn, là bởi vì là gặp những cái bệnh tật trong cuộc sống. Mẹ của cháu Huệ, có nghĩa là vợ của anh Nguyện thì đi làm ở trong Lâm Đồng, nhưng mà cũng bao nhiêu tiền thì cũng dành để chữa trị cái bệnh biếu cổ. Chính vì thế cái giai đoạn này là gia đình thật sự là gặp những cái khó khăn rất là lớn. Hy vọng rằng thông qua những cái hình ảnh Ngân chia sẻ này, rất là mong muốn các anh chị, các cô chú cùng các cái nhà hảo tâm là bớt chút những cái tấm lòng vàng của mình để có thể là giúp đỡ gia đình vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Bởi vì hiện tại là những cái khoản mà điều trị để cho anh Nguyện nằm viện thì cũng rất là lớn, nhưng mà gia đình thì đi vay mượn cũng hết nơi rồi, thì hiện tại bây giờ là mọi cái là rất là khó khăn. Bà ơi, thì hôm nay cháu về thăm bà mới lại thăm cháu, cũng rất tiếc là anh Nguyện thì nằm viện thì không thể ở nhà được, thì cháu cũng không lấy được cái hình ảnh. Thì bản thân cháu cũng ngày hôm nay là cũng về đây thăm bà mới thăm cháu á, là không phải là qua cái tổ chức nhà nước nào cả, là cái này là bản thân cháu là cá nhân thôi. Thì cháu biết được cái tin gia đình khó khăn như thế thì cháu cũng về để động viên sức khỏe bà.
Vâng ạ, thì cháu cũng không có cái gì cả, gọi là có 1-2 đồng thì cháu biếu bà để bà mua, là có thể là mua được gói muối để gọi là sống được qua ngày thế thôi, chứ còn bản thân cháu cũng không có nhiều bà, có chút cái tấm lòng, cái tình cảm gửi cho bà thế thôi ạ. Vâng. Cảm ơn. Dạ. Dạ vâng ạ, không có gì đâu bà. Thì cũng cố gắng bà nhé. Vâng ạ. Và... rất cảm ơn cháu. Dạ vâng ạ, không có gì đâu bà, gọi là có một chút cái tấm lòng của tình cảm của cháu thôi. Vâng. À, kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn, video ngày hôm nay về thăm gia đình của bà cụ với lại chỗ nhà anh Nguyện ở xóm Lâu, xã Tân Lộc, huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình của Ngân cũng xin phép được tạm dừng ở đây. Hy vọng sẽ được đón nhận được những cái tấm lòng giúp đỡ của toàn thể các cô chú, các anh chị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn, xin hẹn gặp lại toàn thể cô chú, các anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ạ. Bà ơi, thế bà giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng, cháu xin phép đây. Vâng. Dạ vâng ạ, bà cố gắng vui lên nhá. Vâng, không có gì đâu, thì cuộc sống nó phải có những cái lúc khó khăn thì cố gắng để vượt qua bà. Vâng, chú ơi thì chú cũng cố gắng động viên bà với cháu nha chú nhá. Vâng, vâng, với cháu xin phép đây ạ. Vâng, dạ vâng ạ. Dạ. Dạ. Dạ, cháu xin phép đây. Vâng. Dạ vâng. Dạ. Dạ.